lên khoảng bao nhiêu cây số anh em trai? Hơn một cây ạ. Bao nhiêu ạ? Hơn một cây. Hơn một cây. Cho mấy cho mấy bà đi ra cầu quốc mà đi bộ thì hơi căng đấy. ôi cái cô đi đường kia gần hơn đường này xa đi bộ đó. Không rồi chút xíu là xuống đi bộ. Mấy cái cây hoa hoa thật mới đầu tưởng hoa giả. Hoa thật mà đẹp quá nhỉ. Mấy cái cây hoa là đỏ ấy anh thấy. Đưa ba kìa. Đẹp quá nhỉ. Đây là lên này không khí nó mát hẳn ha. Nhà mình bảo là 5 đến 10 phút là có 1 tiếng không khí chẳng 2 tiếng bạn cứ bảo như 5. Anh Tâm đảo là bên kia. Tâm đảo khác đây gọi là các khu vực Tâm đảo ấy. Tây Thiên. Chùa Tây Thiên. Này mua vé kép treo. Không. Mua cái bán vé à? Mua vé trong đó hả? À? Ông cứ làm hoang mang không? Chưa. Thế đồng cứ quyết định cái kia. Nhanh cái gì? Đi xuống là nó khỏe. Ba đấy đi lên thở rồi đấy đứng thở ngồi đây mà khỏe. Không đi xuống là lại khỏe nghe chưa? Vui hơn đấy. Không tí là đi. Thích quá anh theo rồi. Ôi anh theo rồi đó đúng vùng núi kìa. Anh nhà đi bộ thì em ngắm núi là đúng. Cái hoa này là gọi là hoa gì nhỉ? Hoa đổ quyên hả? Quên. À đổ quyên. Đấy. Cây sim. Anh ơi, lúc nhỏ tối là đi hái cái cây này để về làm cái chỗ quét nhà này. Em không người nghỉ ở đây có hết luôn đấy. Đợi tí đi. Vậy thì em phải tắt like. Thôi tí nữa chụp đi nhỉ. Lối này lơi lên chụp lát lơi con về lối này nữa đâu. Tắt này là con tay khiếp gì đó.